Hello, xin chào bà con em. Nay về tiếp cặp phay tiền, phay Nhật, tiền China, còn phay 20k. Thì lên xuống có tự động mà, như lò quang, có luôn hay to luôn nha. Còn này đẹp, mới về chỉ có mới xịn sơ nha. Này một motor nè. Cái này một motor nữa nè, đồng 3-4 triệu gì đó, 3 triệu, 2-3 triệu gì đó. Anh em biết máy thì có nhu cầu thì làm nha, sang tay nha, hoặc là bao giòn bao chạy. Hiện tại thì chưa có giòn tới nữa. Rồi xem lại. Bao giờ bao chạy luôn là 33 triệu nha. Này, giá này không bớt nha anh em, là chốt cách thêm chốt được chốt nha, có luôn cái tôi nha, cái đầu quan nha. Còn con tiền C6140A trong tâm 1m5 có ri nhét luôn, có cái đầu quan luôn nè. Máy nào có gì là để đó nha. Này qua băng 400, qua dao 230. Con cặp này chắc 250 7 27 hoặc cặp 27. Đẹp hai kia nha. Hai con này thì hàng công ty thanh lý nha anh em. Nhưng mà còn chết. Công ty xài thì còn ok, quá đẹp. Con này tiền đang không gấp nhông mà. Này lỗ 4850 vậy á. Chính xác. 48. Bản gen chắc bạch luôn, mới lên ten. Này, hệ mét đây. Gen không khác nhau. Hai hệ luôn. Trên tập hồ số. Con này anh em nào xài rồi sẽ biết nha. Này là các số nè, nó có mã đây nè. Này bao giòn bao chạy luôn là 52 triệu nha anh em. Còn sang tay anh em nào thích con nào thì có gì inbox qua Zalo hoặc Alo để báo giá sang tay nha. Thôi em sẽ kết thúc video, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em clip xem sẽ test máy nếu chưa chốt. Anh em còn nhiều máy khác nữa nha, bao la luôn nha. Con này cũng mới vệ sinh xong nè, chưa giòn, chưa test gì hết nha. Con này thì sang tay thì sang tay luôn nha. Con này thì chưa giòn luôn mà hoạt động ok rồi. Có clip test rồi, anh em nào cần thì anh gửi clip test quay nha. Có đầu phay ngang, phay ngón luôn, còn 4 chiều. Có đầu VT, có eto riêng luôn nha. Còn tính tiền thì tính riêng nha. Con này thì chốt rồi, chuẩn bị lên đường. Mấy con đó, con xanh này cũng chốt rồi nha, chuẩn bị giao mã sang tay luôn, không có dọn. Còn con này nè, từ bốn bùa bốn con đó là gọi chỉ còn con này thôi nha. Con này anh em nào làm thì làm cũng chơi dọn luôn nha. Còn mấy con này thì cũng sổ rẻ, anh em nào cần con nào thì alo. Khoang này có hai con khoang lớn, con này thì khoang turbo thì tự động luôn nè, có bàn giữa là tự động luôn nè, con này 20 triệu, này có khoang turbo nữa nè, mấy mấy khoang này em sẽ quay clip sau nha, như mấy mấy bơm nhắn khí nha, nói chung là đồ tả lã ở bên, anh em nào cần thiết mấy cái đồ này thì có gì đăng ký theo dõi kênh nha. Anh em nào mua lẻ ba đồ dụng cụ bơm cơ khí thì qua cửa hàng nha. Những cửa hàng em đối diện bên kia là bán phụ kiện dụng cụ cơ khí nha. Dao cột, khoan phay. Thôi em xin kết thúc video, xin chào tạm biệt nha.